Theo hãng tin AFP, nhà hàng Aisada có trụ sở chính ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Nhà hàng này mở một gian hàng lươn nướng nằm bên trong trung tâm thương mại Keikyo ở Yokohama, cách Tokyo khoảng 1 giờ đi xe. Trong cuộc họp báo ngày 29 tháng 7, đại diện trung tâm thương mại Keikyo, ông Shinji Kaneko, đã xin lỗi sau khi khách hàng bị nôn mửa và tiêu chảy vì ăn hộp cơm chưa có lươn nướng vào tuần trước. Một trong số các khách hàng, được cho là một phụ nữ khoảng 90 tuổi, đã qua đời. Ông Kaneko cúi đầu sâu và gửi lời chia buồn chân thành nhất tới khách hàng. Cuộc điều tra của các quan chức y tế đã phát hiện loại vi khuẩn có tên Staphylococcus aureus trong lươn nướng của Aisada. Chúng tôi coi vụ việc này rất nghiêm trọng và cảm thấy rất hối lỗi về điều đó. Chúng tôi sẽ hoàn toàn hợp tác với các cuộc điều tra của các cơ quan y tế công cộng, ông Kaneko nói. Món lươn nướng Unagi tại nhà hàng Aisada được chế biến theo phong cách truyền thống Kabayaki, xiên, nướng và phết lên một hỗn hợp dạng sệt của nước tương và rượu Mirin. Lươn nướng, một món ăn phổ biến vào mùa hè ở Nhật Bản, được ưa chuộng trên toàn thế giới. Các phát hiện tại Nhật Bản cho thấy món lươn nướng đã được ăn trên hòn đảo này cách đây hàng ngàn năm.